Tôi sẽ cản đường cho nó. Cô cứ chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt. Nhớ đừng có quay trở lại nghe. Tới bệnh viện. Tôi không sao. Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Con Gái Bố Già, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Diễn Văn Một. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.